Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn trên màn ảnh mà quý vị và các bạn đang xem, thì hôm nay ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phần khúc hạng A. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, đây chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2, số tự động phiên bản 1.2 và phiên bản đủ đấy ạ. Phiên bản đủ nó có khóa thông minh, đề nổ, start stop, đầu màn hình, camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, la răng đúc. Còn nếu như mà những cái phiên bản thiếu thì nó sẽ không có cái option đó ạ. Nó không có la răng đúc đâu. Nó chỉ có la răng sắt thôi ạ. Và không có đề nổ, start stop, không có khóa thông minh. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái điều nó rất đặc biệt ở chiếc xe Hyundai Grand i10 này ạ. Vì trên thị trường thì nó đang có bán rất nhiều những chiếc xe Hyundai Grand i10 cũ, lướt. Nhưng chiếc xe này thì nói thật với quý vị bạn, nó là chiếc xe siêu lướt ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và chỉ mới lăn bánh được có 8.500 km thôi. Nếu như mà tôi nhắc đến 8.500 km thì chắc hẳn rất nhiều người, kể cả là anh em thợ, chứ không phải nói gì đến dân mua dùng nhá, cũng đều không tin, cứ nghĩa là đồng hồ này sẽ bị tua công tơ mét. Mà tôi cam kết với quý vị và các bạn, đồng hồ này là nguyên bản luôn ạ, không tua 1 km nào. Nếu sai tôi sẵn sàng tặng 10 triệu cho quý vị và các bạn. Đấy, nếu như quý vị và các bạn check mà đồng hồ này đã tua rồi, tôi sẵn sàng tặng 10 triệu cho quý vị và các bạn luôn. Mặc dù quý vị và các bạn đến xem xe không mua xe, chỉ cần đi check thôi, phát hiện ra tua tôi sẵn sàng tặng lại 10 triệu cho quý vị và các bạn luôn nhé. Vì chiếc xe này vẫn còn nguyên bảo hành tại hãng, cho nên là để nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì chạy cực kỳ là ít đấy quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và nữ sử dụng, cho nên là nó còn rất đẹp, rất là mới ạ. Và nước sơn, cái điều đặc biệt nữa ở chiếc xe này là nước sơn còn nguyên bản ạ. Tuy xe chạy ở Hà Nội nhưng mà nước sơn còn nguyên bản ạ, chưa có phải sơn lại một vết nào. Mặc dù là trên chiếc xe này tôi mua về là tôi nói thật với quý vị bạn, tôi còn chưa rửa cơ. Đấy, tôi chưa rửa nhưng tôi vẫn quay lên đây tôi bán, mà trên xe nó xước sát đây này. Quay sát vào, gần vào thì chúng ta mới thấy được những cái vết xước sát ở trên xe nhé. Vết xước sát này là do chủ cũ đi xước, và chúng tôi mua về là tôi thấy là nước sơn nó còn nguyên bản hết, chưa có sơn một vết nào, cho nên tôi để nguyên, cũng không sơn lại làm gì cả. Đây, nước xước sát thì nó rất là nhỏ nhẹ thôi. Đây là những cái việc này là không thể tránh khỏi, vì xe để đi ở Hà Nội mà không xước sát thì không phải là xe Hà Nội rồi. Đường Hà Nội rất là đông đúc và chật hẹp, cho nên là cái việc xước sát như thế là cái chuyện hết sức bình thường nhé. Và tôi cũng quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây, gần như là những cái bốn cái góc này nó đều có xước sát này. Đấy, xước sát nhỏ nhẹ thôi, không đáng kể đâu. Và đánh bóng đi có thể là những cái vết xước nó cũng sẽ hết, nhưng mà chúng tôi để nguyên bản ạ. Không đánh bóng và để nguyên cho vì là cái nước sơn nó còn nguyên hết đấy ạ. Đấy. Và cái phiên bản đủ này thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là gương gập điện và xi nhan tích hợp trên gương, khóa thông minh, đề nổ start stop, bấm khóa mở cửa trên cánh cửa đấy, cả cửa lái và cửa phụ. Và đặc biệt là chủ xe đã dán thêm những cái phần như vè che mưa này này bằng inox, và ốp cánh cửa này, ốp tay nắm cửa này, đấy, rất là sáng này. Nhìn từ xa lên quý vị các bạn thấy là chiếc xe nó rất là sáng, rất là đẹp. Đấy, đây là cái phần mà chủ xe ốp thêm nhé. Và cái phần đầu, nhìn về cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy đây ạ, nó còn rất là mới. Nhìn cái cụm đèn pha đây thì quý vị các bạn biết rồi đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị đèn pha nó là pha halogen thôi, và pha thường chứ chưa có được pha bi. Và có cả đèn led bên dưới này quý vị các bạn này, đèn led, đèn gầm này. Và cái điều đặc biệt là quý vị các bạn thấy đây ạ, cái đèn pha nó còn rất là mới này, rất là đẹp ạ, không khác gì xe mới đâu. Đấy, mặc dù là chúng tôi chưa có dọn rửa, chưa có đánh bóng gì, nhưng mà nhìn cái ca lăng thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, nó cũng còn rất là mới ạ. Chỉ có một lớp bụi mờ bám đi thôi, vì chiếc xe này thì phần lớn này nằm ở trong góc hầm chung cư. Chủ xe ở chung cư cho nên là cái xe này là suốt ngày nằm ở trong góc hầm chung cư, cũng chưa được đi lại mấy đâu. Vì đăng ký từ năm 2019 mà mới lăn bánh được có hơn 8.000 km, thì quý vị các bạn thấy đấy, đi ít hay đi nhiều, và cái thời gian nó nằm còn nhiều hơn là thời gian nó đi ạ. Đấy, thời gian nó nằm rất là nhiều. Và đây là cái phần lốp nhá, tôi quay giới thiệu cho quý vị các bạn xem. Đây là cái phần lốp xe này. Đấy, dàn lốp này. Cái lốp trước thì nó sẽ mòn hơn cái lốp sau. Đấy, nhưng mà đây, quý vị bạn thấy nó còn rất là dày này. Và cái đế lốp sản xuất năm 2019 luôn đấy ạ.
Xe được sản xuất năm 2019 và cái đế lốp cũng là sản xuất năm 2019 luôn. Nguyên bản cả một dàn lốp đây ạ. Đây, cho quý vị và các bạn xem luôn nhé. Cái lốp sau này thì nó lại mới hơn là cái lốp trước một chút vì nó dẫn động cầu trước ạ. Đấy, quý vị các bạn nhìn nó không khác thì một cái xe vừa mới xuất xưởng đúng không ạ? Cái dàn lốp sau này thì nó quá mới rồi ạ. Đế lốp 2019 đấy ạ. Xin lỗi quý vị các bạn, cái đế lốp là sản xuất là tuần thứ 8 năm 2019 đấy ạ. Sản xuất đầu năm 2019 luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là cả một cái dàn lốp mà tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây, lốp sau bên lái này cũng là đế lốp là 2019 luôn này. Đế lốp 2019 và còn rất là dày đấy ạ. Không khác gì mới luôn quý vị các bạn ạ. Không khác gì một chiếc xe mới luôn. Và lốp sơ cua còn chưa hạ cơ. Tức là lốp xưa cua chưa dùng một lần nào. Đây tôi quay chi tiết hết cả về cái phần lốp là cho quý vị các bạn xem luôn này. Đấy, lốp xưa cua còn mới tinh, chưa hạ. Đấy, tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp. Đấy, phiên bản Grand i10. Phiên bản 1.2. Xe cũng đã được trang bị camera lùi này, cảm biến lùi đầy đủ luôn. Đấy, cảm biến lùi rồi, rất là thích hợp cho chị em phụ nữ hoặc là kể cả là nam chúng ta mới lái xe thì rất cần đến những cái thiết bị hỗ trợ như là camera lùi, cảm biến lùi đấy, cảm biến lùi mắt rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Đèn hậu đây, tôi chưa giới thiệu cho quý vị các bạn xem về cái cụm đèn hậu. Nó cũng chưa có một vết xước sát nào cả và còn rất là mới đấy ạ. Đấy, xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội quý vị các bạn nhé. Về cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi, nước sơn còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản cho nên là tôi cũng không giới thiệu về quý vị và các bạn về cái phần keo chỉ hay là về cái phần đâm đụng hay va chạm gì nữa nhá. Vì là nước sơn mà còn nguyên bản, bên ngoài nó còn nguyên bản như vậy thì bên trong nó còn nguyên bản là cái điều đương nhiên ạ. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên lái ạ. Và đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính đấy ạ. Gương đã được tích hợp là gương chiếu hậu là gập điện rồi đấy ạ. Đấy, gương chiếu hậu gập điện rồi nhá. Và chủ xe cũng đã độ lên là gương auto rồi đấy ạ. Đấy, vô lăng cần số rất là đẹp. Đây, thưa với quý vị và các bạn, vô lăng đã được tích hợp vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng và đồng hồ công tơ mét. Đây, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe mới lăn bánh được 8.500.000 km. À xin lỗi quý vị và các bạn, 8.500.000 km nhá. Đấy, tức là có 8.500.000 km thôi quý vị và các bạn ạ. Đấy, và cái nội thất thì rất là đẹp. Nội thất rất là đẹp, rất là mới luôn. Chiếc xe này có thể nói là chiếc xe siêu lướt đấy ạ. Siêu lướt. Nội thất rất là đẹp này, kể cả là cái phần nội thất từ cái hàng ghế ngồi phía sau đấy ạ. Táp bi cánh cửa phía sau bên lái cũng còn rất là mới. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Vì chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 8.000 km thôi. Và đặc biệt là chiếc xe này có một mình bạn chủ xe đi thôi. Bạn chủ xe này cũng còn ít tuổi ạ. Và bạn chủ xe này là giáo viên nhé quý vị các bạn ạ. Chúng tôi mua tại trường học của giáo viên này đang dạy cơ ạ. À, xin lỗi quý vị các bạn, là giảng viên của đại học ạ. Tôi lại nói là giáo viên. Đấy. Và chiếc xe này nếu như quý vị các bạn đến xem, tôi có thể cho quý vị các bạn xem trực tiếp mà tôi giao dịch với chủ xe tại trường học luôn đấy ạ. Đấy. Đây là cái đồng hồ công tơ mét này. Chiếc xe mới lăn bánh được có 8.500 km thôi. Rất là đẹp, vô lăng cần số này, vô lăng này, cần số rất là đẹp, rất là mới. Và xe cũng đã được trang bị từ gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, tức là tích hợp báo rẽ trên gương. Và khóa thông minh, đề nổ start top này. Và màn hình, camera lùi, cảm biến lùi. Và cái màn hình này là màn hình nguyên bản theo xe, rất là xịn quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là xịn. Vì sao tôi nói rất là xịn ở đây là đã tích hợp camera lùi là chuyện bình thường rồi này. Nghe nhạc bằng USB này. Đây, đây là cái phần này là phần nghe nhạc bằng USB nhá, hoặc AUX này. Và có cả bản đồ này, bản đồ này, dẫn đường này. Và cái phần bản đồ dẫn đường này nó rất là thích này.
Nó rất là thích ở cái chỗ là nó có cả báo hạn chế tốc độ này. Quý vị và các bạn đang đi trên cung đường mà cho chạy bao nhiêu thì cái bản đồ này nó sẽ tự động nó nhắc. Cho nên là quý vị và các bạn không bao giờ sợ bị bắn tốc độ nhá. Nếu như mà đi cái là tự cái bản đồ này nó sẽ nhắc chạy bao nhiêu. Đấy, và nó nhắc bằng không những bằng hình ảnh hiển thị tốc độ lên trên đây, và nó còn nhắc bằng âm thanh, có cả tiếng còi báo để mình biết là không được chạy quá tốc độ. Đấy, rất là hay ở cái chiếc xe Hyundai Grand i10 này đấy ạ. Và cái đây là cái phần trần đây, trần rất là sạch sẽ này, quý vị các bạn xem này. Rất là sạch sẽ, rất là mới vì chiếc xe này đi quá ít đấy ạ. Đấy. Chưa chạy hết rốt đa luôn đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Từ táp lô, táp bi cho đến những cái phần nội thất hàng ghế ngồi phía sau này. Hàng ghế ngồi phía sau này thì gần như là còn chưa được sử dụng luôn ạ, chưa có người ngồi luôn ạ. Chủ xe đi thường là đi dạy học có mình thôi. Đấy. Đây là cái phần cốp sau này. Đây, một số phần ví dụ như phần này còn chủ xe còn chưa bóc ni lông hết đây ạ, quý vị các bạn này, vẫn còn ni lông chưa bóc hết này. Đấy. Quá là mới luôn đấy ạ. Rất là đẹp này. Lốp sơ cua cũng còn chưa hạ. Tuy nó có hơi bẩn một chút là do chúng tôi vừa mới mua về, chưa có dọn dẹp, chưa có rửa ráy gì thì nó hơi bẩn một chút thôi. Chứ còn rất là mới, rất là đều xe đấy. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ này. Cũng còn rất là đẹp luôn nhé. Chưa có lau dọn gì cả thì nó hơi bẩn một chút ạ. Nhưng mà cơ bản nó rất là đẹp. Và đây là chiếc táp bi cửa phía trước bên phụ này. Táp bi cửa phía trước bên phụ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp này. Và chủ xe cũng đã rất là cẩn thận này, ốp thêm cái phần inox ở cái bậc cửa này để chống xước đây. Đấy. Chưa có một cái vết xước nào đây luôn. Đấy, vì đã có ốp chống xước rồi. Cả bốn bậc cửa luôn đều có ốp chống xước luôn. Đấy. Cả một cái bộ này mà chủ xe lắp thêm đấy. Cho nên là quý vị và các bạn này, yên tâm luôn là chiếc xe này mà mua về thì không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Và những chiếc xe như thế này thì quý vị và các bạn bây giờ nếu như mua xe mới này, ngoài cái tiền đăng ký ra, rồi quý vị và các bạn phải lắp thêm những cái phần ốp này này. Đây, những ốp bậc cửa này. Rồi những cái phần ốp tay nắm cửa này, vè che mưa này, rồi đến dán kính, phim cách nhiệt, kính hay còn gọi là phim cách nhiệt ở những cái kính này đây ạ. Đấy, nếu như mua xong một chiếc xe gần như những cái phần lắp thêm này thì quý vị các bạn không hay để ý đến. Nhiều xe là lắp thêm phải đến 20-30 triệu đồng đấy ạ. Mua xong một chiếc xe này ngoài cái tiền đăng ký ra còn lắp thêm 20-30 triệu đồng. Nếu như quý vị các bạn mua những chiếc xe cũ, mua những chiếc xe cũ thì là được tiết kiệm luôn được những cái phần đấy luôn đấy ạ. Được cái phần mà chủ xe người ta lắp thêm, người ta không bao giờ người ta lấy lại đấy ạ. Và người ta bán xe nó ở theo xe luôn đấy ạ. Đấy. Và chiếc xe này thì còn rất là mới đây quý vị các bạn này. Một số chỗ còn chưa bóc ni lông hết nhé quý vị các bạn này. Đấy, về cái phần nội thất này này, rất là mới luôn, nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông cơ. Nội thất rất là đẹp, ngoại thất cũng rất là đẹp rồi. Thì sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phiên bản Grand i10 1.2. Thì là Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc xe này là một cái khối động cơ xăng 1.2 lít ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về là chúng tôi để nguyên bản đã, chưa có dọn xe, chưa có rửa ráy gì cả, cho nên là nó cũng còn hơi bẩn một chút ạ. Vì chiếc xe này để ở trong tầng hầm của khu chung cư cũng hơn 1 năm rồi. Tính ra mỗi một tháng chỉ sử dụng có mấy ngày thôi, chứ còn toàn để là chính, cho nên nó bụi bẩn đấy ạ. Để bụi bẩn ở trong cái phần động cơ này. Nó bụi bẩn là tôi cũng để nguyên vì nó còn nguyên bản hết đây quý vị bạn này.
bằng cái động cơ này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn, thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước, còn nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Đây, tất cả những cái ốc này còn nguyên bản hết, còn bảo hành tại hãng cơ ạ. Nếu như mà quý vị các bạn không tin, quý vị các bạn đến cửa hàng chúng tôi sẽ cùng quý vị các bạn ra đại lý để check luôn chiếc xe này ạ. Thứ nhất là chúng tôi cam kết về chiếc xe này là đồng hồ công tơ mét nguyên bản, máy móc nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay chưa có bị va chạm gì cả. Đấy là chúng tôi cam kết với quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 siêu lướt này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay với số hotline của ô tô 360 chúng tôi dưới góc dưới phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn đấy ạ. Đó là số 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 siêu lướt 2019 này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 395 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn vẫn được hỗ trợ trả góp vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe với lãi suất rất là ưu đãi trong vòng 6 năm cơ ạ. Đấy, thì nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe cùng phân khúc hạng A hoặc chiếc xe Hyundai Grand i10 này thì mời quý vị và các bạn hãy đến ngay cửa hàng chúng tôi để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin quý vị và các bạn hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Đấy, nếu như mà quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì bây giờ thì về chất lượng thì nó không khác gì một chiếc xe mới là mấy ạ. Bây giờ quý vị và các bạn mà đi mua một chiếc xe Hyundai Grand i10 ở trong hãng mới tinh ra thì là giá nó cũng đã hơn 400 triệu đồng rồi, cộng mới cái tiền quý vị và các bạn phải mất cái tiền đăng ký này, và hơn nữa là quý vị và các bạn mua xong lại phải lắp thêm một chút đồ giống như tôi vừa mới giải thích cho quý vị và các bạn, vừa giới thiệu cho quý vị và các bạn đây ạ. Tất cả những chiếc xe ô tô mua ở trong hãng ra phần lớn là chúng ta đều phải lắp thêm một ít đồ, ít nhất là ví dụ như là trải sàn này, dán kính này, lắp thêm những cái bảo hiểm gương đèn vè che mưa linh tinh. Nói chung là một chiếc xe mà chúng ta dắt ra từ hãng mới cũng phải lắp thêm đồ vào đó, cũng phải mất tầm khoảng độ 2 đến 30 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đấy là những cái phần mà chúng ta được hưởng từ chủ xe cũ để lại chúng ta đấy ạ. Nếu chúng ta mua một chiếc xe cũ thì là những cái phần đấy chủ xe đã lắp rồi, chúng ta được hưởng luôn những cái phần đó, không phải mất phí. Đấy, còn nếu như chúng ta mua xe mới là chúng ta hoàn toàn phải mất những cái tiền đấy. Nhiều người là cứ cho rằng bây giờ mua so với mua xe mới chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng quý vị và các bạn đi mua xe mới xong rồi quý vị và các bạn sẽ thấy là nó sẽ tốn rất là nhiều, chứ không phải theo như mỗi một cái giá ở trong hãng báo là quý vị các bạn chỉ so với cái giá ở trong hãng thôi. Đấy, tôi chia sẻ cái này là cái thật nhé, vì là khi quý vị các bạn mua xong rồi quý vị các bạn mới thấy đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.